Trong mỗi người, ai cũng đã trải qua thời thơ ấu và ít nhiều cũng từng tụ tập chơi các trò chơi của trẻ con. Những buổi chiều về rủ nhau thả diều trên cánh đồng mênh mông, hay những trưa hè tắm mát giữa dòng sông quê, hay những lúc rủ nhau chơi trò đánh trận giả. Tất cả đã đi vào ký ức và trở thành một nỗi nhớ mênh mang với biết bao người. Dần dà, những trò chơi nơi thôn giả ấy đã góp phần nuôi lớn những tâm hồn non trẻ, chắc chiêu từng kỷ niệm buồn vui của một thời tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo. Nói đến các trò chơi ở thôn quê thì nhiều lắm. Trò nào cũng vui nhộn, đơn giản, dễ chơi mà cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều. Nói vậy chứ ở quê mà làm gì có nhiều đồ chơi như trẻ con ở thành thị. Vậy mà cuộc chơi đâu phải kém vui. Xóm tôi hồi ấy trẻ con đông lắm, cả chục đứa, trai có, gái có, đứa nào cũng nghịch ngợm hết. Chúng tôi thường trốn không ngủ trưa, rồi tụng năm tụng ba lại nhà của đứa nào đó để chơi nhảy lò cò. Trò này chúng tôi thường hay gọi là nhảy cò chẹp. Chơi trò này cũng dễ thôi. Cũng bậy rồi. Chỉ cần có vài miếng ngói hay gạch nho nhỏ, rồi có một khoảng sân để chúng tôi vẽ các ô mà trẻ con hay gọi đó là nhà. Các nhà được đánh số thứ tự, nhà cao nhất thì được gọi là cung trăng. Mà đứa nào đi đến cung trăng thì được coi là thắng cuộc. Bọn trẻ con ở quê như chúng tôi thì đứa nào chân tay cũng nhanh lẹ lắm, đều là con nhà nông mà. Bởi vậy nhảy lò cò xem ra đâu có khó gì. Mà nói là nói vậy thôi, chứ đâu phải lúc nào cũng chơi thắng đâu. Thường là mấy đứa con gái khéo léo hơn và thường không bị đạp mức. Còn tụi con trai mặc dù có sức khỏe tốt hơn nhưng thường lò cò ẩu nên dẫm lên mức hoài. Vậy là mất lượt, đến phiên đứa khác. Giữa một khoảng sân nhỏ, chúng tôi tha hồ thể hiện sự khéo léo cũng như sức bền bỉ, dẻo dai của mình. Chơi mệt đổ mồ hôi và những cái đầu khát nắng, nhưng mà vui phải biết. Nhưng nói đến các trò chơi ở thôn quê thì không thể không kể đến trò chơi nhà chòi. Trò chơi này thường thì con gái thích hơn. Bởi chơi nhà chòi là tập tành nấu nướng. Điều này thì chắc là con gái sau này phải học rồi. Những đứa nào lớn hơn thì thường đảm nhận công việc làm nhà. Mà đã là nhà chòi thì cần phải có vài tàu lá dừa, vài nhánh cây. Thế là làm nên một cái nhà. Còn mấy đứa nhỏ hơn thì được giao cho nhiệm vụ nấu nướng, để cho những người lớn làm nhà xong có một bữa cơm. Và dĩ nhiên, tất cả những điều đó toàn là giả mà thôi. Trong cái nhà chòi nhỏ xíu, chúng tôi chen chúc nhau vậy mà vui, đứa nào cũng thích. Thi thoảng bọn tôi còn lén hái vài trái xoài trái mận còn non để ăn nữa. Tất nhiên cái này thì ăn thật. Mỗi trò chơi ở thôn quê đều rất đơn giản, dễ chơi, dụng cụ cũng thật gần gũi, dễ tìm. Và quan trọng nhất là chúng thường phù hợp với mỗi cá tính, sở thích của từng đứa. Đứa nào đầm thắm thì thích chơi nhà chòi, đi chợ, nấu cơm canh. Nhưng cũng có đứa hiếu động lại thích những trò chơi sôi nổi hơn. Và rồng rắn lên mây là một trò chơi rất được yêu thích. Trò chơi này còn gắn với một bài đồng dao cũng khá thú vị, mà mỗi lần chơi chúng tôi đều hát. Người nào sau khi tù tì bị thua thì phải giả làm thầy thuốc. Nhóm còn lại thì nối đuôi nhau làm thành một hàng dài, đó chính là rồng rắn. Khi ông thầy thuốc bắt đầu xin khúc đuôi hoặc khúc giữa của rồng rắn, thì người thầy thuốc phải đuổi và bắt cho được những thành viên ở khúc ấy. Ngược lại, người đứng đầu rồng rắn phải ra sức ngăn cản sao cho rồng rắn không bị bắt. Những thành viên của đội cũng phải cố gắng chạy lòng vòng để ông thầy thuốc không đuổi kịp.
vì nếu như bắt được thì phải bị nhốt lại cho đến khi con rắn chỉ còn lại một hai thành viên. Cứ như thế, hết đứa này đuổi đến đứa khác, cho đến khi chơi mệt thì thôi. Chúng tôi chơi hoài mà không biết chán, có khi chơi rồi lại giận hờn vì đứa này ăn gian đứa kia. Con nít là vậy đó, mà có giận được bao lâu đâu, vì sự hấp dẫn của các trò chơi và sự vui nhộn đã nhanh chóng thay thế cho những giận hờn trẻ con. Chỉ được một lát, chúng tôi lại tiếp tục quấn quýt nhau bày những trò chơi mới. Ở quê mà, đâu đâu không kiếm được bùn để nắng đồ chơi chứ. Thằng Tí xung phong lội xuống ao lấy đất bùn non cho cả nhóm, mà nó cũng là đứa khéo tay nhất đó chứ. Đứa nào cũng cặm cụi tỉ mỉ để làm nên tác phẩm của mình. Đứa nặng trái cam, đứa nặng trái quýt, đứa nặng ốc sên, có đứa còn nặng cả du thuyền nữa. Tha hồ mà tưởng tượng, nhưng dường như cục đất trên tay không theo ý của bọn tôi, bởi vậy nặng hoài mà đâu có giống. Nặng một hồi tay chân đều lấm lem bùn đất, thế nào chiều nay về mẹ cũng la một trận nên thân. Nhưng mà tạm quên chuyện đó đi, vì lúc này chúng tôi chỉ muốn coi tác phẩm của đứa nào là đẹp nhất mà thôi. Dường như những tác phẩm của nghệ sĩ Nhí cũng phần nào thể hiện những suy nghĩ, tình cảm và cả ước mơ của bọn tôi. Có đứa nặng trái cam vì nhà cha nó trồng toàn cam. Có đứa nặng du thuyền vì muốn sau này được khám phá vũ trụ, mặc dù chưa biết vũ trụ là cái gì. Nhưng có đứa cũng đơn giản nặng một cái bánh bò rồi ước mai má tao đi chợ về thế nào cũng có bánh bò ăn. Ôi sao mà thương quá những ước mơ giản dị mà cũng rất hồn nhiên trẻ con. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, cùng chơi chung biết bao trò chơi thôn dã trên một mảnh sân quê. Hương đất nồng nàn của quê hương như đã thấm vào trong từng hơi thở đầu đời, ngọt ngào, giản dị. Tuổi thơ qua đi, mỗi người trong chúng ta rồi cũng lớn lên, mang theo những kỷ niệm vui buồn của một thời hồn nhiên trong trẻo, mang theo những trò chơi thôn dã của quê hương. Đó sẽ là chút hành trang ngọt ngào, êm ái mà mỗi người sẽ mang theo để nhớ, để thương, để bất chợt mỉm cười mỗi khi nhớ về quê nhà, về những đứa bạn thời thơ ấu. Con rồng trái tiên khởi đầu lập nghiệp, khẳng định chủ quyền, đánh tan xâm lược. Cuối trời phương Nam có một rồng kiên dương mình góp sức xây dựng nước nhà phồn vinh thịnh vượng. Ngân hàng Kiên Long sẵn lòng chia sẻ.